À, mình học ha. Thì phần đầu tiên là thầy nhắc lại một số cái hàm cụ thể hơn, có ví dụ về cái chuỗi ký tự C cộng cộng string cho mấy em coi. Hôm lần trước thì nói mà nó ít ví dụ, lần này chẳng coi nhiều ví dụ hơn một xíu. Những cái phần này lấy từ cuốn sách này ha. C cộng cộng Standard Library, version thứ hai đó. Rồi thì thầy chỉ nói về cái phần trong đây, có nhiều phần lắm, trong sách này có nhiều phần lắm, thì thầy chỉ nói về phần string thôi. Thì cái chuỗi ở đây là một cái chuỗi những ký tự ha. Đây nữa ghi là chuỗi những ký tự. Thì như vậy thì tóm tắt lại thì cái này nó là C cộng cộng string, nó sẽ giống giống cách như mà C string mấy em đã làm. Giống như C string mấy em đã làm, mình dùng để thay thế cái C string xài cho nó dễ dàng hơn. Rồi thì đó là ý nghĩa ha. Bây giờ mình sẽ đi một số cái ví dụ chính mình có thể xài nè. Đó, bây giờ mình tạo tạo và xóa ha, tạo và xóa. Thì để mình tạo ra cái khai báo ra cái chuỗi string đó có rất là nhiều cách. Đóng cách ở đây luôn. Đây, đầu tiên là mình khai báo bình thường. Thì ở đây nó ghi là std 4 chấm string. Tức là khi mà mình chưa có khai báo, khi mà chưa khai báo nha, chưa có khai báo using name by std á, mình không có ghi cái using name by đó thì mình phải ghi là std 4 chấm string. Còn khi mình đã ghi khai báo là using name by std chấm phẩy rồi thì lúc này mình chỉ ghi string này là được rồi. Chưa? Không cần ghi cái name, không cần ghi cái name by này hết. Rồi đầu tiên là mình khai báo kiểu không nè. Biến ha, biến. Hoặc là mình khai báo một cái biến và trong đó là một cái chuỗi khác. Biến chuỗi khác. Đó. Hoặc là một cái biến và ở trong đó là một đám các loại sao chép từ một cái chuỗi khác. Ví dụ sao chép từ ký tự đầu của chuỗi kia đến ký tự kết thúc của chuỗi kia, hoặc là sao chép từ cái chuỗi kia nhưng mà từ một vị trí nào đó. Sao chép từ cái chuỗi thứ hai nhưng mà từ một vị trí nào đó, mà sao chép với độ dài là bao nhiêu. Đó, rồi tạo cái chuỗi C cộng cộng string từ một cái chuỗi C string khác, từ một cái chuỗi dấu nháy kép. Đó. Rồi hoặc là tạo một cái chuỗi C cộng string từ cái chuỗi C string bình thường trong dấu nháy kép và mình chỉ định cái độ dài là bao nhiêu. Hoặc là tạo từ mảng các ký tự cũng được. Đó. Rồi, như coi ví dụ cụ thể hơn. Ở đây, giả sử như mình có cái chuỗi này. Đó là mình tạo cái chuỗi C string từ một cái chuỗi ký tự ha, chuỗi ký tự 1 2 4 5 6 7 8 9, thì lúc đó mình giả sử mình in ra thì ra 1 2 4 5 6 7 8 9. Tạo từ cái chuỗi khác. Tạo từ cái chuỗi khác. Đó. Rồi ba này đơn giản ha. Đây, cái thứ này. Đó, tạo từ cái chuỗi str3 là một cái chuỗi C cộng cộng string mà giá trị của nó sẽ được sao chép từ cái chuỗi order order bên trên. Nhưng mà mình lấy vị trí từ begin cho đến end, tức là vẫn là từ 1 cho đến 9 thì nó vẫn ra là 1 2 4 5 6 7 8 9. Đó. Thì trong cái chuỗi order này, cái cờ để mình duyệt, cờ nó begin với end, đầu chuỗi cuối chuỗi ha, mình tạo hai đó. Rồi cái str4 này tạo từ chuỗi order nhưng mà từ từ vị trí số 2, từ cái position số 2. Đó, từ là 1 2 là vị trí 0, vị trí 1, vị trí thứ hai là 3, cho nên nó lấy từ 3 đến 9. Rồi lấy từ vị trí số 2 nhưng mà lấy độ dài là 5, str5.
lấy từ vị trí số 2 đầu về 5 thì nó ra là 3 4 5 6 7 vân vân. À, như vậy mình có rất là nhiều cách. Khi mình vượt hai báo ra là mình có nhiều cách. Rồi cái thứ hai là mình có cái hàm để chuyển từ chuỗi C string sang chuỗi C string sang C cộng cộng string và ngược lại. C string sang C cộng string và ngược lại. Thì nhiều khi mình khai báo cái chuỗi C cộng string dùng cái kiểu string này, đôi khi mình sẽ cần chuyển lại thành kiểu cha sao gì đó chẳng hạn. Cha sao đó thì đó là cái trường hợp mình cần dùng. Thì ví dụ là ở đây, giả sử như mình khai báo chuỗi C cộng string bình thường đó, xong rồi thì mình có thể dùng cái phép toán cộng ha, dùng phép toán cộng xong rồi mình in ra đó. Thì như vậy là cái chuỗi C cộng string này, hôm trước thầy nói với em rồi, một ý đó là nó có thể dùng dấu cộng á, cộng bằng với một chuỗi khác, thì cuối cùng mình được cái chuỗi này. À, cùng được cái chuỗi này. Giờ nguyên cái chuỗi này là chuỗi C cộng string, mình muốn chuyển thành chuỗi C string bình thường dưới dạng con trỏ thì sao? Thì mình gọi cái hàm là C gạch string. À, cái tên biến ha, xong rồi ta dấu chấm. À, như vậy mình để ý là cái chuỗi C cộng string này mình có thể gọi những cái hàm thông qua dấu chấm nha, thông qua dấu chấm. À, và hàm đó thì một vài cái hàm mình xài thì mình nhớ, ví dụ hàm chuyển chuỗi C string bình thường thành cha sao này nọ đó thì là C string ở thì lúc đó nó sẽ ra là cho mình là cha sao, nhưng mà cái này nó ra là chuỗi hằng số, do đó mình khai báo const hằng số phía trước chưa đó. Rồi cái xong rồi mình sẽ copy sang cái chuỗi đó sang một cái vùng nhớ cha bình thường khác được hai dòng lệnh này. Rồi sau đó cái chuỗi C cộng cộng string này có thể cộng bằng tiếp cũng được, có thể cộng bằng tiếp cũng được, vân vân. À, thì chủ yếu là cái hàm này, chủ yếu là cái hàm chuyển này mình cần biết. Rồi tiếp theo á là trong cái chuỗi này như là mình biết rồi thì nó sẽ có nhiều cái hàm để mình lấy ra kích thước và sức chứa. Thì thường á do nó được tổ chức bộ nhớ động, do đó mình lấy theo kích thước để mình duyệt là được rồi, còn sức chứa của nó được quản lý gần như là ngẫu nhiên, nó sẽ tăng cái kích thước tối đa cần thiết cho mình. Do đó thường thì mình nói về size thôi. Thì để lấy cái size mình có hai cái hàm, đó là hàm size và hàm length. Đây. Cái chỗ này. Size và length. Đó. Thì hai hàm này như chúng ta ghi là đều là trả về number of elements of the string. Đó là trả về số lượng phần tử trong cái chuỗi đó, trả về số lượng phần tử, mình xài một trong hai hàm này đều được. Rồi coi ví dụ thử ha. Đó. Thì giả sử như mình có một cái chuỗi C cộng cộng string tên biến là s, tên biến là s, thì mình chỉ cần s.size hoặc là s.length hoặc là s.capacity để lấy ra kích thước, để lấy ra sức chứa vân vân, vậy là xong. Rồi giả sử như chuỗi của mình là 1 2 3 4 5 thì nó in ra cái size cho mình là 5 nè. Đó, in ra cái size cho mình là 5. Rồi thì so sánh ha, thì cái chuỗi này nó có thể so sánh dùng cái dấu. Đối với chuỗi C string thì mình dùng str compare, str cmp. Còn cái này có thể so sánh bằng, khác, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn, bằng. Đó. Còn ngược lại thì với l cuối cùng thì là nhỏ hơn bằng. Chưa? Nó có thể dùng cái dấu. Rồi. Operator cộng ha, operator tức là dấu. Mình xài được dấu cộng. Tức là 1 cộng 1 nè. Thấy không? 1
Ủa, khoan. À, ở đây xài dấu cộng nhưng mà cái dấu này chỉ xài được cho cái chuỗi loại loại C cộng cộng string thôi, do đó em thấy cái dòng này nó báo lỗi. À, dòng này nó báo lỗi tại sao? Cái này chuỗi một thứ nhất này và chuỗi một thứ hai này lúc này nó đang là chuỗi C string nha, C string bình thường, C string bình thường. Do đó hai chuỗi C string cộng lại bằng cái dấu này không được. À, do đó này nó lỗi. Nó cộng xong rồi nó mới gán kết quả vô đây. Do đó đây là lỗi. Bây giờ để cộng được đó, thì mình phải lấy một cái chuỗi C cộng cộng string mà mình cộng mới được. Bây giờ do đó cái đầu tiên là mình phải khai báo nó thành cái chuỗi C cộng string. Sau đó cái này mình mới dùng cái dấu cộng mình cộng với cái khác được. À, lúc này thì nó không lỗi. Rồi. À, truy xuất những cái phần tử ở trong cái chuỗi này thì hôm trước thầy có nói rồi, đó là mình dùng cái dấu ngoặc vuông bình thường đó, hoặc là mình dùng hai cái cờ run run và back để lấy ký tự đầu và ký tự cuối, từ đó mình duyệt cũng được. À, và cái thứ tư, một cái hàm thứ tư mà cũng ít xài thay vì mình dùng cái dấu ngoặc vuông được rồi, đó là cái hàm tên là add. Đã, để lấy ký tự ở vị trí thứ n, mà cái này là tên bằng chữ ha, chữ S đó. Rồi ví dụ mình có cái chuỗi str 0 2 4 5 6 7 8 9 lấy hai cái vị trí front và back thì in ra 0 với 9 chưa, sau đó mình có thể duyệt từ 0 đến 3 rồi in ra dùng cái dấu ngoặc vuông bình thường. Ở đây cũng có thể dùng dấu ngoặc vuông. À. Rồi có thể dùng cái S này. À, ở đây mình có thấy cái khối cái lệnh try catch thì cái này nó hơi 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 mới. À, đây là về khối từ khóa là về kiểm soát ngoại lệ trong lập trình, tiếng Anh nó là exception. Thì những cái môn sau mấy em sẽ được học về cái này. Hiện tại thì ai có đọc thì đọc thôi, mình bỏ qua đọc này mình khỏi nói ha. Từ khóa mình có thể tìm hiểu là kiểm soát ngoại lệ trong C cộng cộng ha. À, nó có nhiều ngôn ngữ khác, ngôn ngữ nào cũng có kiểm soát ngoại lệ hết, tiếng Anh là exception, bỏ qua đó. Rồi input và output tức là nhập và xuất. À, nhập và xuất thì hôm trước mình cũng có code rồi, đó là getline ha, getline hoặc là đọc xuất từ file thì dùng ifstream. Một xíu nữa mình sẽ nói một về ifstream mà về nhị phân đó, cái này thì dễ bỏ qua đó. Tìm kiếm à, thì nó có hỗ trợ cho mình một số cái hàm tìm kiếm để giả sử như mình tìm coi có chuỗi A trong cái chuỗi đó hay không. À, nó có khoảng 6 cái hàm tìm kiếm, mình coi đây thử. Rồi giả sử như mình có cái chuỗi này có dữ liệu mẫu như thế này. À, tùy ý ha. À, sau mình có chuỗi x2 rồi. À, mình có một số cái hàm là file, file một cái ký tự nào đó ha. Tức là str này gọi hàm file sau đó bỏ ký tự cần tìm vào. À, str là cái chuỗi của mình ha, chấm file bỏ ký tự cần tìm vào đó. Như vậy thì nó sẽ tìm cái vị trí đầu tiên mà cái ký tự này xuất hiện, vị trí đầu tiên ha. À, ví dụ nè 0 1 2 3 4 sao đây số 4 rồi vậy thôi đó. Xong cái error file là tìm xuất hiện, tìm xuất hiện cuối cùng, xuất hiện cuối cùng nha. À, số 8 này xuất hiện cuối cùng ngay vị trí thứ mấy thì đó là vị trí thứ 11 đó. Rồi ngoài ra hai cái hàm này là hàm cơ bản. À, vị trí xuất hiện đầu tiên và vị trí xuất hiện cuối cùng đó. Đây là một cái em thấy là một ký tự. À, ngoài ra thì nó có thể tìm một cái chuỗi. À, một cái chuỗi cũng được, tìm nguyên cái chuỗi. Tức là chuỗi của mình có hai ký tự là 84 nè. Không, 84 thì nó xuất hiện vẫn là lấy từ cái sự xuất hiện đầu tiên thì vẫn là số số vị trí số 4, nó xuất hiện ngay vị trí số 4. À, là cái chỗ này. À, và 84 này xuất hiện cuối cùng lần nào thì vẫn là ngay vị trí số 4 luôn. À, 84 phía sau không có 84 nữa, do đó nó có xuất hiện một lần thôi, do đó đầu tiên cuối cùng đều là 4 hết.
Đó là hai cái hàm cơ bản nhất mình có thể tìm. Giả sử như tìm không có ha, giả sử như tìm không có thì nó sẽ trả về một cái hằng số là string 4 chấm n position, string 4 chấm n position. Đây là cái này, cái hằng số này thì cho mình biết là tìm không thấy. Mình có thể so sánh cái vị trí mà tìm được so với cái này, nếu cái vị trí đó nó bằng cái này thì không tìm được. Và khi cái này mình in cái số ra cái chỗ này, cái số rất là bự, một cái số tạm luôn thay đổi ha, là không tìm thấy. Không tìm thấy đó. Ngoài ra còn rất là nhiều cái hàm khác khi mình xài mình quay lại mình đọc. Chưa, hai hàm này là hai hàm cơ bản, tìm vị trí đầu tiên và tìm vị trí cuối cùng. Rồi, thêm một cái nữa thôi, đó là mình có thể append ha, append. Trong đây có rất là nhiều một số cái hàm khác nữa. Thì những một số cái hàm đó là append là thêm chuỗi vào thì tương ứng với cái dấu cộng bằng mình biết rồi không nói. Mình có cái relay thay thế này cũng ưa dùng. Tức là thay thế một cái chuỗi nào đó bằng một chuỗi khác. Relay, nhớ có cái hàm này. Đó, relay. Relay. Đây, giả sử mình có cái chuỗi này. Only for testing purpose. Thì mình sẽ thay thế vị trí số 0, mình thay thế một vị trí số 0 thay thế bằng cái chuỗi 0 này, chuỗi số 0 thay vì cái chữ O. Đó thì nó in ra chuỗi này cho mình. Đó, in ra chuỗi này cho mình. Rồi. Thì đây mấy em thấy có cả đống cái hàm relay bên dưới. Thì mình có thể đọc ở trên cái trang C++, mình có thể đọc thêm ở trên sang trang C++ coi coi nó có những cái dạng relay nào mình xài thêm chưa. Rồi, được. Thế thì coi thì mở như đó là cho em coi luôn thử thử cái này sẽ bên. Chỗ này đó, ví dụ nè, đây có giới thiệu giải thích từng cái này, tại sao có nhiều như vậy, tại vì nó hỗ trợ cho mình nhiều loại, muốn xài nào xài. Giả sử như cái hàm relay đầu tiên là vị trí position, độ dài và chuỗi, chuỗi cần relay, vị trí, độ dài và chuỗi cần relay ba tham số. Được chưa? Thứ ba đi, thứ ba này là để coi vị trí, độ dài, chuỗi cần thay thế, subposition và supplant. Subposition là gì? Subposition là cái chuỗi, vị trí trong cái chuỗi mà cần thay thế này và cái độ dài của nó, độ dài cần thay cần lấy từ cái chuỗi được đưa vào thay thế. Vâng, vâng, có giải thích hết. Có giải thích hết ở đây. Tại sao có nhiều cái như vậy? Thì mình đọc ở trên trang này thì nó có rất là nhiều loại, mình xài thử cái nào có nhiều cái mình lên đây mình đọc lại. Thì đó là cách xài. Rồi, cái phần cuối cùng, phần cuối cùng là mình chuyển chuỗi với thành số, số thành chuỗi, chuỗi thành số, số thành chuỗi. Thì nó có hỗ trợ cho mình một số cái hàm. Đây. Thì nó sẽ chuyển chuỗi thành số cho mình dưới dạng một số cái hàm, đó là S2, S2, S2i, S2l, S2ll, S2f. Tức là integer, long, f là plot, d là double, đó, vân vân, chuyển được hết. Chuyển được hết. Ngược lại mình chuyển cái số thành vào cái chuỗi thì mình gọi cái hàm toString, toString bỏ vào cái số cần chuyển.
tu gạch ha, string. Rồi ở đây à, giả sử mình có cái số này à, có số này mình gọi là s to y, là chuyển nguyên số thành integer, mình được cái số integer như thế này chưa. Ngoài ra nó còn hỗ trợ cho mình chuyển luôn cái số cái chuỗi như thế này mà chuyển dưới dạng các hệ khác nhau nữa. Ví dụ cái mình gọi cái hàm là s2y cho chuỗi này str là chuỗi 101 nè, mình truyền vào cái tham số thứ hai là null pointer, tham số thứ ba là cái hệ nào cần chuyển, chuyển cho mình hệ 16 yeah. Chuyển cho mình hệ 8, chuyển cho mình hệ số 2, đó nó ra giá trị khác nhau nè. À, chuyển thông qua hệ nào thì nó ra giá trị hệ đó. Ví dụ chuyển thành chuyển cái chuỗi đó mà sang giá trị số nguyên nhưng mà thông qua hệ số 2 thì nó chỉ có giá trị là 149 ở hệ thập phân thôi, 149 ở hệ thập phân. Vâng. Đó thì đó là cái chuyển chuỗi thành số. Còn ví dụ về số thành chuỗi thì nó dễ rồi, ở trên đây mình gọi cái hàm là std to string, to string. Đó, giả sử như mình khai báo std rồi thì không cần ghi std to string nha, to string. Mình bỏ vào cái số số ở đây, giả sử như lấy cái số long max long max thì nó sẽ cho ra mình cái số. Rồi. Ok, thì cái đó là giới thiệu cụ thể hơn về cái lớp C cộng cộng string. Có bạn nào hỏi gì không? Dạ thầy ơi, cho em hỏi là mình có đặt cái giới hạn cho cái chuỗi string được không thầy? Giới hạn hả? Đây coi, coi cái hàm size nè. Đặt giới hạn. Đợi một chút nha. Thế nào ta? Ở đây nó chỉ có cái hàm resize thôi, tức là kiểu như cắt bớt thôi, chứ giới hạn là nó quản lý tự động. Giới hạn là nó quản lý tự động, và cái giới hạn đó mình có thể check thông qua hai cái là capacity và max size, mình có đặt. Dạ yeah, cảm ơn thầy. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì nữa không? Rồi, không có, mình qua phần khác ha. Cái thứ hai là thầy nhắc lại về cái binary. Lúc trước cái phần này ở môn nhập môn lập trình thì nói sơ sơ thì bây giờ mình sẽ nói lại phần này về thao tác tập tin binary. Nó là một số cái phần chính thôi ha. Thì cái tập tin binary này cho phép mình truy xuất cái nội dung ha, nội dung tập tin một cách ngẫu nhiên, random. Random có nghĩa là tự nhiên mình muốn truy xuất vào giữa cái tập tin và cái những cái byte dữ liệu ở giữa tập tin thì mình có thể di chuyển đến đó rồi mình truy xuất chưa. Còn đối với tập tin văn bản bình thường thì mình phải truy xuất từng tự, giống như là mấy em gõ văn bản Word mới thấy con trỏ vậy đó, mình phải đi từng ký tự phải lướt qua từng ký tự mới được. Còn cái nhị phân này mình có thể truy xuất ngẫu nhiên bằng cách là mình chủ động di chuyển được con trỏ nếu mình muốn, nếu mình muốn, không thì vẫn truy xuất được từ đầu đó. Một ý chính nó như vậy ha. Khi mình đọc thì lên như vậy, mình viết xuống, mình ghi ra tập tin thì cũng vậy luôn, đều là ngẫu nhiên nếu mình muốn hết.
Rồi thì nhắc lại về cái cấu trúc file ha, cái này thì sơ qua thôi. Đó thì cái cuối cùng ở mức cao nhất là bên dưới là bit nè, dưới là bit rồi tới ký tự mình thấy được, rồi từ ký tự đó mình có thể thể hiện thông qua những cái field, tức là những cái thuộc tính trong cấu trúc của mình đó. Đó là những cái bảng ghi, thường thường là những cấu trúc file là cái chứa tất cả. Đó thì cái thường làm bài, giả sử như em thấy là bài tập, thường là mình tổ chức một cái cấu trúc, ví dụ như cấu trúc học sinh, sinh viên, cấu trúc điểm, cấu trúc về thông tin xe hơi, máy bay đó, sau mình ghi xuống file thì cái cuối cùng nó chứa ở dưới là những cái bit đó. Thì làm bây giờ mình đọc là mình đọc lên những cái bit, những cái byte này, sau đó mình chuyển những cái bit byte đó thành những cái dữ liệu mong muốn của mình. Thì cái truy xuất ngẫu nhiên đó, đây asset là truy xuất ha, individual records là từng cái record đơn lẻ đó, từng cái record đơn lẻ, không mà không qua duyệt tìm kiếm những cái record khác, thì ngẫu nhiên mà, thì muốn truy xuất cái nào thì truy xuất thôi. Instant asset là truy xuất nhanh những cái records trong một cái file ha, truy xuất nhanh. Rồi mình có thể insert withdraw destroy order data, là mình có thể chèn cái dữ liệu vào một cái nội dung của cái file mà không có xóa dữ liệu của khác, xóa dữ liệu khác. Đó thì đó là những cái tác dụng chính ha, những tác dụng chính. Rồi bây giờ mình sẽ coi là đây thì với những cái tác dụng đó thì khi mình truy xuất cái hoặc là mình đọc ghi này nọ thì cái này cái file dạng nhị phân này là nó không có format ha, đều lưu trữ ở dạng byte hết. Tức là có nghĩa là không có format. Thì mấy em có thể hiểu là khi mà mấy em mở lên lần trước thầy có nói rồi á, là mấy em không có đọc được cái nội dung, mà nội dung đó là byte. Ví dụ như mình thấy là 10, 20, 30, những số nguyên gì đó. Nhưng mà khi mà mình đọc lên thì nó có giá trị cụ thể. Same time in, for sample, đó là số lượng bộ nhớ, bit byte giá trị là số mấy, vân vân. Rồi thì tất cả những cái records này có cùng cái kiểu have the same type và có kích thước cố định, có nghĩa là giả sử như bây giờ mình lưu cái cấu trúc điểm trong không gian 2D gồm có x và y xuống, thì mấy em thấy là mình lưu 10 cái điểm xuống cái tập tin, thì mấy em thấy là điểm thứ nhất nó có kích thước là nhiêu. Giả sử như mình dùng hai số nguyên đi thì nó là 8 byte, điểm số 2 nó cũng là 8 byte luôn, điểm số 3 nó cũng là 8 byte luôn. Nào, do đó cái fit length ở đây có nghĩa là kích thước cố định đều là 8 byte hết, nhưng mà mình vừa lưu bao nhiêu, mình vừa lưu 10 cái điểm xuống. Như vậy ví dụ giả sử mình tính được như vậy, tất cả là 8 byte nhân với 10 là 80 byte. Đó, cái file đó nó sẽ có 80 byte. Khi mình đọc lên thì mình đọc được 10 cái điểm, mỗi điểm là 8 byte. Dù là giá trị nó khác, như giả sử như điểm thứ nhất có giá trị tọa độ XY là 0 0, điểm số 2 là 1 1. Đó, nhưng mà 0011 đó nó đều được thể hiện dưới dạng hai số nguyên, do đó đều là 8 byte hết. Fit length data not human readable là dữ liệu con người thì không có đọc được, tại dạng nhị phân byte này nọ ha, không phải là dạng văn bản gì đó, không có đọc được. Thì để làm việc với nó, khi mà mình sử dụng có hai cái thư viện, một là thư viện về C và hai là thư viện C cộng cộng, xíu nữa thầy nói cả hai ha. Thì thư viện C trước giờ mình đã xài là mình dùng thông qua cái cấu trúc file, đây file nè, con trỏ ha, my pointer trỏ đến cái file mình đang làm việc, sau đó mình dùng hàm open, đúng không? Open hoặc là open s, tùy vào bạn, nhiều khi có bạn code về không có mà bỏ cái security warning á, thì nó cần open gạch s thì tùy thôi, mình đụng cái nào mình có cái đó. Thì giả sử như cái này cơ bản là open thôi, thì mình truyền vào cái tên file,
Mấy em thấy là những cái phần chấm phía sau extension này thì tùy ý, extension tùy ý theo đề theo file ha. Cái này là không có bắt buộc phải là chấm dash hay là chấm bin gì hết, tùy theo người, tùy theo đề, vân vân. Tên file cho đúng. Sau đó là open mode. Open mode này thì là những cái cơ chế mở để đọc, mở để ghi, vân vân. Đó thì cái này là hàm cơ bản để mở ra ha. Thì cái open mode đó, phần mất đó là ở đây. Khi mình làm theo kiểu binary thì mình ghi chữ B phía trước. Read binary nè, write binary nè, append binary nè. Chưa? R cộng binary là read in and write in for binary, là mở lên để đọc và ghi nhưng mà theo kiểu binary. Nhớ có chữ B phía sau hết là xong. Là xong. Rồi, này thì đối với kiểu binary này mình xài hai cái hàm chính nè. Không có, lúc trước mấy em có thể nhớ lại khi mình xài văn bản mình có nhiều hàm lắm. Hàm f print f, f scan f, hàm f get s, f put s, get s put s gì, năm hàm, năm sáu hàm là còn. Cái này đối với tập tin nhị phân này thì mình làm việc có hai cái hàm thôi, f write và f read thôi. Đợi một tí. Rồi, F Write và F Read thôi ha. Thì F Write là mình sẽ transfer byte from a location in memory to a file, là có thể là mình hiểu ra là ghi cái biến của mình, ghi cái biến của mình trong chương trình vào bộ nhớ, vào bộ nhớ của một cái file, ghi xuống file, ghi một cái biến xuống file. F-read là ngược lại, là từ cái dữ liệu ở trong file đó mình đọc lên và mình sẽ đưa nó vào cái biến trong chương trình của mình để mình sử dụng. Đó, hai cái. Rồi, ví dụ F-write là ghi xuống ha. Ghi xuống thì tham số đầu tiên là địa chỉ của cái biến mình cần ghi, địa chỉ nha. Ví giả sử như mình có cái biến number là một số nguyên đi, thì mình địa chỉ thì lấy dấu và. Thứ hai là size of của nó, không biết số in đó là bao nhiêu byte. Bao nhiêu byte thì thường giả sử như mình biết luôn, mình ghi 44 byte, còn ghi 8 byte, hoặc ghi 16 byte, vân vân. Đó đó mình chỉ định byte, nhưng mà thầy nói rồi là mình chỉ định nhiều khi nó không đúng trong cái hệ điều hành, trong cái chương trình của mình thôi, thì mình sẽ dùng cái hàm size of, mình bỏ cái kiểu đó vô tự nó tính toán. Cái thứ ba là số lượng phần tử mình cần ghi. Tại vì mình ghi một số nguyên thì mình cho số 1, mình ghi hai số nguyên có giá trị là này thì mình ghi số 2. Rồi xong rồi, cái biến file của mình, biến file ha, my folder của file á. Yeah, my pointer. Rồi. Cấu trúc cũng vậy ha, đối với cấu trúc cũng vậy. My object là ví dụ cấu trúc điểm hay là cấu trúc học sinh sinh viên gì đó. My object địa chỉ ha, địa chỉ của cấu trúc đó. Size of, size of để cấu trúc đó vào, số 1 và cái biến con trỏ file. Đó, là xong. Rồi để ghi mảng nè, array elements. Để ghi mảng thì mình sẽ trỏ đến cái mảng đó với cái phần tử đầu tiên. Địa chỉ của phần tử đầu tiên thôi là xong. Sau đó mình để cái số lượng cần ghi là tham số thứ ba. Tham số thứ ba là đây là số lượng. Không biết mảng nó có 10 thì ghi 10, mảng mấy thì ghi mấy. Đó. Rồi, đọc lên, ghi xuống ha, đọc lên. Đọc lên thì ngược lại với cái đó một tí xíu, đó là mình sẽ khai báo cái tham số đầu tiên là Lion, là cái mà dùng để chứa dữ liệu vào cái biến nè. Đây là biến ha, vẫn là địa chỉ. Vẫn là size of, đọc bao nhiêu phần tử.
ha, đọc bao nhiêu phần tử và cuối cùng là cái biến con trỏ file của mình. Chưa? Rồi, to read multiple elements là đọc nhiều phần tử thì mình chỉ định ở cái tham số thứ ba là ở đây, đọc bao nhiêu thì chỉ định bao nhiêu. Đó, thì đó là hai hàm cơ bản để đọc ghi. À, nhưng mà nãy thầy nói có nãy thầy có nói là mình có thể di chuyển đến một cái vị trí nào đó bất kỳ khi mình mong muốn, thì những cái hàm di chuyển đó là hàm exit. Exit. Exit là di chuyển. Đó, di chuyển tức là mình đặt cái vị trí của con trỏ file lúc mình đọc ở trong cái file đó, đó là ở một vị trí nào đó mong muốn của mình. À, mong muốn của mình. Giả sử như bây giờ mình có 10 số nguyên được ghi xuống file đi, có nghĩa là nãy thầy tính toán cho em là 80 byte đó. Bây giờ mình bỏ 5 số nguyên đầu, mình đọc 5 số nguyên cuối thôi. Thì giờ thì mình làm sao? Đọc 5 số nguyên cuối thôi. Bỏ 5 số nguyên đầu. Có nghĩa là bây giờ mình dùng một cách nào đó mình di chuyển đến giữa file. Di chuyển đến giữa file, bỏ qua 5 số nguyên, mình di chuyển đến giữa file, tức là nằm ở giữa, sau đó mình đọc 5 số thì kết quả của mình là mình đọc được 5 số cuối. Di chuyển trước rồi mình đọc. Đó, thì cái việc di chuyển đó mình sẽ dùng cái hàm exit này. Hàm exit này đầu tiên á là cái con trỏ file. Cái thứ hai á là offset, và thứ ba là cái hằng số, là vị trí di chuyển. Cái thứ hai có nghĩa là mình muốn di chuyển, mình di chuyển bao nhiêu bài, di chuyển bao nhiêu bài. Cái thứ ba là di chuyển từ vị trí nào, di chuyển từ đầu file. Vị trí này thì nó có ba cái. Hằng số ha, mình code y chang như cái chữ này. Seek set là vị trí đầu tiên của file, là di chuyển từ đầu. Seek current là vị trí hiện tại, vị trí hiện tại di chuyển bao nhiêu byte. Seek end là di chuyển từ cuối file, di chuyển thường là cuối file thì mình di chuyển ngược lại. Cuối file di chuyển ngược lại, đầu file di chuyển tới. Hiện tại thì có thể di chuyển lùi hoặc là di chuyển tới đều được. Vị trí cái tham số thứ hai này là offset, là cái số lượng byte mình di chuyển ha, offset. Rồi. Rewind. Có cái hàm rewind, thì cái hàm rewind này là đặt cái vị trí trở lại đầu file, thì cái hàm có như vậy, có nghĩa là cái hàm rewind này nó sẽ bằng với cái hàm exit bên trên, nhưng mà với cái số là gì? Exit như thế nào mà bằng với cái hàm rewind, có đoán ra không? Rewind là di chuyển lại đầu file. Yeah, ngắn gọn một cái vậy là xong. Như vậy thay vì mình gọi rewind, mình có thể gọi exit như thế nào? Exit của con trỏ file di chuyển bao nhiêu? Di chuyển không. Di chuyển không từ vị trí nào? Từ vị trí success đầu file. Đó, tức là di chuyển ngay ở đầu, mà di chuyển không là nó vẫn nằm ngay chỗ đó. Lúc đó nó sẽ trở ra cho mình đầu file bằng với hàm rewind này. Rồi, cuối cùng, hàm cuối cùng là hàm ftail. Ftail này nó cho mình biết là hiện tại là mình đang ở vị trí nào trong cái file đó. Vị trí nào trong cái file đó. Thì thường cái hàm ftail này cho để mình kiểm tra cái vị trí đang ở vị trí số mấy, hoặc là mình có thể dùng cái hàm ftail này để mình coi cho cái file của mình nó có kích thước là bao nhiêu. Bây giờ giả sử như hồi nãy thầy nói là mình ghi 10 cái số 10 cái điểm, 10 cái điểm trong không gian hai chiều xuống tập tinh, và thầy tính toán là 80 byte. Nhưng mà đó là thầy tính toán bằng tay. Nhưng mà bây giờ làm sao mình in ra cái số 80 đó? Rồi sao mình in ra? Thì mình di chuyển cái con trỏ file đến cuối cái file đó. Thì lúc này bằng cái hàm exit bên trên ha. Rồi lúc này thì mấy em để ý là cái position của cái con trỏ file mình đọc ghi đó nằm ở cuối file rồi. Nằm ở cuối file rồi, thì lúc đó mình gọi tiếp cái hàm thứ hai là hàm ftail này, thì nó sẽ trả ra mình cái vị trí, cái số. Lúc đó sẽ trả ra mình là 80. Rồi là mình biết được cái số. Ok, xong. Đây. Có nè, đây có. File. Chưa, file. Lúc này cái tên file có thể là
TST mà thầy dùng dạng nhị phân ha. Cái tên file, cái phần mở rộng lúc này nó hơi nhầm một tí xíu thôi. Rồi. Đó, xong rồi exit. Exit của cái file đó, di chuyển cho cái file đó, shift end. Tức là di chuyển từ vị trí cuối, nhưng mà từ vị trí cuối mình lại di chuyển không, tức là luôn luôn ở vị trí cuối. Được chưa? Rồi, đang ở vị trí cuối rồi. Bây giờ mình gọi cái hàm ftel cho cái con tổ file này thì nó cho mình biết cái size, kích thước. Rồi, xong in ra thôi. Rồi size of file là size. Ok, rồi, đó là mình làm nhị phân cho cái nhị phân sử dụng cái cấu trúc file của ngôn ngữ C. C nha, đây nó C. Rồi, các bạn đang hỏi gì không? À, bài tập xíu mình làm sao ha, để mình làm luôn cái sum cộng cái rồi mình rồi nếu có hỏi thầy nói cái phần tiếp theo là mình xài y chang vậy luôn nhưng mà mình làm cho sum cộng ha, sum cộng. Cái like này là của thầy Tiến mượn xài đỡ không phải của thầy. Rồi đó, thì mình cũng là bài refile luôn. Vẫn là cái nội dung y nãy nhưng mà mình dùng cái code khác, code của sum cộng. Thì lúc này do đó là mấy em xài sum cộng đều được ha. Giới thiệu luôn để ai thích cái nào thì xài đó. Rồi, về cái sum cộng này thì dĩ nhiên là đối với cái sum cộng mình xài được cho cả hai loại file, đó là tập tin văn bản test file đây. Và tập tin nhị phân là cái mình đang nói, là tập tin văn bản thì có thể về nhà mấy em đọc thêm ha. Ví dụ thì bây giờ IO stream mấy em biết rồi, đối với tập tin mà mình dùng sum cộng thì mình include f stream, f là file đó mấy em, f là file, stream là cái luồng, f stream chưa đó, username bay ha, đó là thêm này vô. Rồi, bây giờ một cái ví dụ mở đầu đối với cái sum cộng này mà xài tập tin test file, tập tin văn bản nè. Thì đối với cái stream á, thì là một cái thư viện để xử lý file. Trong đó mấy em có thể mở rộng thành hai cái luồng stream riêng để đọc và để ghi. Thì hai cái luồng đó nó tạm gọi là OS stream và EF stream. OF stream và EF stream, tức là out và in á, out out và out stream và O stream. Xin lỗi, out là O còn I là in. In là input, out là output á. Như vậy ở đây giả sử mình cần ghi ra cái file. Ghi ra file thì mình dùng OF. OF stream. Được chưa? Cần ghi ra file, out là mình xuất ra ngoài đó là mình dùng OS stream. Thư viện thì mình không có cần, thật ra thư viện nó vẫn có hai cái, để thì ghi đây luôn. Test trên đây. Tí ha, cho chữ bự lên. Đó, thì mình vẫn có thể include O F stream đó, nó từng cái riêng lẻ vậy cũng có, hoặc là mình có thể in luôn if ha, y là in nè, o là out nè, phần phía sau giống nhau đó, phần phía sau giống nhau stream không đó, từng cái mình làm, từng cái mình muốn xuất ra file mình làm cái trên thôi, include trên thôi, mình muốn đọc file
Include cái dưới thôi. Ở bây giờ mình ghi hàng này dài quá, ghi lại một cái bên đây thôi. Đó, xài được cho cả hai. Đó là include thư viện để khai báo thư viện để xài. À, thì do đó mình phải hiểu là cái nào xài cho cái nào. Để ở trong code mình code cho đúng. Trong code nè. Ghi ra file thì OF stream. Được chưa? Rồi. Bây giờ để ghi ra thì mình khai báo cái biến. Được chưa? Khai báo biến. Xong rồi cái biến nó gọi hàm open. À, gọi hàm open bỏ vô tên file. Xong rồi mình ghi ra. Xong rồi mình tên biến đó gọi hàm blow. Nó giống giống như cái bên kia, nhưng mà nó sẽ gọi những cái hàm để đáp ứng được yêu cầu thông qua cái dấu chấm. À, thì cái này tại sao nó là dấu chấm, ở đâu có những cái open, những cái low như thế này thì mấy em có thể đọc thêm, hoặc là ở môn sau mình sẽ biết nhiều hơn. Hiện tại là mình đang sử dụng ha, hiện tại là mình đang sử dụng, nó có những cái đó mình xài để mình đáp ứng được cái yêu cầu đọc ghi. À, thì cái ở giữa này là mình làm gì vậy? Mình có thể dùng cái toán tử. FL. số 5. Đó, mình có thể dùng cái FL này thông qua toán tử sức, thông qua cái số hoặc là chuỗi gì đó bình thường mình ghi ra. Lúc này cái này nó sẽ giống giống như cái CL. Bình thường cái CL là cái luồng xuất ra màn hình, còn cái FL này thì nó sẽ luồng, nó sẽ xuất ra cái file này cho mình. Đó là xong, vậy phân ha, một cái ví dụ mở đầu thôi. Rồi giờ bây giờ đối với làm tập tin xin lỗi, văn bản ha, này là văn bản. Bây giờ tới tập tin nhị phân thì mình mở rộng một tí xíu ngay chỗ cái hàm add open này, mình chỉ định cái mode. Mặc định nó là văn bản, bây giờ nhị phân thì mình phải chỉ định cái mode nhị phân cho nó, cái tham số thứ hai ha, tham số thứ hai. Rồi nó có cả đống cái mode như thế này. Rồi mình chỉ định cái mode binary thì thôi. Default là test nè. Default là test. Thì mình open binary file thì mình chỉ định là iOS 4.binary. Đó, tức là mình sẽ ghi là cái F là tên biến ha. Chấm open xong rồi chuỗi tên file phải iOS 4.binary. Rồi. Rồi song song với cái việc mở lên thì mình có thể kiểm tra trạng thái của file đó, coi cái luồng đó nó có bị lỗi gì không. Good, bad, fail, end of file, EOF, end of file. Coi đọc hết file hay chưa. Nếu mà mình việc đọc ghi của mình bị thất bại thì nó trả ra cho mình là bad hoặc là fail. Bad hoặc là fail. Good là tốt. Good là tốt. Ready for reading and or writing. If mình có thể if else để mình check lại. Thường thì tập tin của mình là như vậy. Good, bad này là ngay chỗ này, khi tập tin của mình nó được set cái quyền là không cho đọc, không cho ghi gì đó, thì lúc đó nó mới xuất hiện những cái này. Còn nếu mà tập tin một cái tập tin bình thường mấy em, lúc mấy em có trong bài tập thì chắc chắn là những cái này nó đều là good hết, nó đọc ok hết, nó không có vấn đề gì hết. Lâu lâu nhiều khi tập tin nào mà bị khóa gì đó thì nó mới xuất hiện cái này thôi. Rồi. Rồi. Thì tương ứng với cái bên kia, là nó có tail và nó có di chuyển. Thì ở đây nó có cái hàm tail g. Tail G và tail B. Như vậy thì giả sử như ở trong cái luồng là IF stream, luồng IF stream là cái luồng luồng này là luồng để ghi nha. Luồng này là luồng để ghi. Thì mình sẽ dùng là cái con trỏ get ha, con trỏ get, thì lúc đó mình sẽ dùng cái hàm là tail G hoặc là tail B, đó là luồng OS stream. Luồng OS stream thì bình thường á, ở đây là mình phân biệt để mình biết về mặt lý thuyết là cái G là get là thuộc IF stream thôi.
Nhưng mà khi mà mình chấm cái biến đó ra, tự nó hiện ra cho mình cái hàm này. Xích để di chuyển cũng vậy. Hàm xích cũng có xích G và xích B để di chuyển. Rồi, hàm xích G và xích B này nó còn có cái hướng di chuyển và di chuyển theo hướng. Di chuyển theo hướng. Có nghĩa là di chuyển theo cái hướng nào và di chuyển từ vị trí đâu, nó giống như cái C ở bên bên kia. Nó có begin, nó có current và nó có end. Tức là cái tham số thứ hai này nè, thay vì mình sẽ điền vào là iOS 4 chấm begin, iOS 4 chấm current, iOS 4 chấm end, sau đó bỏ offset là bao nhiêu byte di chuyển, y hệt như hồi nãy trong cái slide trước. Được chưa? Tại sao có hai cái hàm này? Thì tại vì nói rồi, lúc nào mình dùng cái hàm nào là ở trên đây. Khi đọc, khi ghi thì dùng hàm get put gì đó cho đúng. Rồi. Binary thì như vậy hồi nãy mình có hàm f read, hàm f write thì bên đây nó có hàm read với write y chang vậy luôn. Nó có hàm read với write y chang vậy luôn. Nhưng mà nó cái tên hàm nó lại khác một tí xíu là không có chữ f thôi. Đó thì mình vẫn cái ý chung là mình vẫn đọc cái một cái block bộ nhớ và kích thước. Block bộ nhớ và kích thước. Còn dưới có ví dụ nè. Rồi. Ví dụ ha. Ví dụ hàm write. Mình có số lượng 4, mình có cái mảng 4. Rồi, hai này cho trước. Sau đó mình mở ra để ghi. Mở ra để ghi, rồi mình mở cái tập tin này. Dạng binary. Mình kiểm tra nếu tập tin này y ở bên là nếu mà nó mở ok á, mở thành công thì mình ghi. Mình ghi. Rồi mình ghi cái địa chỉ của n. Vẫn là địa chỉ ha. Địa chỉ của n. Ép kiểu thành kiểu tra sao. Lúc mình ghi cái này thì mình ép kiểu thành kiểu tra sao để nó ghi xuống cái file này. Dưới dạng là những cái chuỗi ký tự nhị phân. Sau đó kích thước. Kích thước n là 4 4 bài. Kích thước n là 4 bài. Sau đó ghi tiếp cái bốn cái phần tử, bốn phần tử ha, tức là n nhân 4, mỗi phần tử là một số nguyên 4 4 16. Đây, tính ra thực ra 16 á. Rồi, địa chỉ của cái phần tử đầu tiên, địa chỉ của phần tử đầu tiên thường ghi chữ A này, thực ra nó là địa chỉ phần tử đầu tiên, nó không có dấu và, nhưng mà mình ghi A này là đủ. Được chưa? Ở này cũng là ép kiểu. Rồi lô lại, mở ra. Rồi vậy xong. Đó. Rồi giờ thì code cho mấy em coi. Có ai hỏi gì không? Đọc ghi vậy thôi. Như vậy thì mình xài được hai bên sim cộng và si ha, đều được, ai thích cái nào xài cái đó. Hôm nay là quyết mấy, phải quyết chín, quyết chín 11, còn 2 tuần nữa hả? Chưa biết thi này nọ như thế nào nữa. Kệ, học xong ngồi đó đợi. Đợi xíu anh, thầy đang tạo project. Rồi. Ok, mình đi lốt ha. Còn trong đây nó có ép riêng không, có thể mở máy win rồi có. Ok, rồi bây giờ mình sẽ coi có bi đoạn có thì chạy trước được cho nhanh không. Hay quá. Tắt vô. Yêu.
À, thiếu Eugene em bay ha. Đây, nãy có nãy tại sao em thấy dấu 4 chấm nè, bây giờ thầy ghi STD 4 chấm. Thấy không? STD 4 chấm là cái này nó không lỗi nè. Đó, khi mà chưa Eugene em bay á thì mình ghi như vậy. Chữ string nãy em thấy trong cái slide đầu tiên cũng vậy. Dòng Eugene em bay. Xong rồi dưới đây nó không cần. À, dưới đây nó không cần. Build. Thành công rồi ha. Run run thì nó sẽ ghi, nó tạo ra cho mình cái file đó, mình kiếm cái file thôi, file nằm đây. Ủa? Không có ta. Output stream flow anh chưa? Đây, có rồi. Đây. Thấy không? Em thấy cái file. Đó, file đây nằm đây. Output bin nè. Bây giờ để coi mở file ra được không? Giờ thì mở ra dùng Visual Code đi. Nên dùng mấy chương trình gọi là head ha. Head file, head là mã 16 á. Bây giờ mình sẽ kéo file vô, đợi xíu ha, thầy mở xong rồi thầy share cho em coi. Đây. Không? Đó ra vậy, tôi thấy bốn bài cũng cũng đều nè. À lỗi, năm chứ, năm cái mẫu, năm mẫu, tại vì mẫu đầu tiên là số lượng, bốn mẫu kia là bốn cái số đó, không coi được, không coi được. Rồi quay lại Xcode. Giờ đọc lên, cái đọc lên. Giờ đem cái hàm này ra thành hàm extract to function. Hàm này là hàm writing file. Ok. Rồi reading file. Rồi read file. Read file thì mình sẽ dùng if stream if file vẫn là if file để code cho thầy cho chấm cho nó ra cho mấy em thấy ha, chứ thường mình dùng như if file open à, có nhiều cái ha. Rồi đó mình open này thôi, vẫn là binary. Ok chưa? Rồi, nếu e file này open ok, mình làm việc. Nào, làm việc thì mình làm gì? Mình sẽ đọc ngược lên. Nào, đọc ngược lên. Đọc ngược lên. Thì đọc như sao? N lúc này mình khai báo mình chưa biết nó bằng 4 mà để không ha. Để không, sau đó này mình khai báo cha sao đi. In sao A. Để đó. Ok, mình sẽ đọc lên rồi y file. Read. Không, read. Thì read gì? Bạn nè. Số lượng. Số lượng. Số lượng đây là stream size, số lượng ở đây là size of n ha, size of n. Sau đó mình new giá trị ha, tạo số và lượng phần tử. Sau đó đọc tiếp
size of in nhân n đưa vào a if file log yeah. Ép kiểu giờ ép kiểu rồi xong rồi void printing array rồi tạm thời thể sức n và thể sức phần tử đầu tiên ha. Đó, hai này thôi cho nó nhanh. Ok, rồi. Writing file nãy mình chạy rồi, nó có cái file rồi. Như vậy mình reading file thôi. And printing array. Ủa quên, tự nhiên array ở đâu có mà. Thế mình truyền vô. Truyền vô. Đó, là tiền vô hai này. Như vậy mình khai báo hai đó trong hàm main. À. Rồi, như vậy ở đây. Reading file. Ủa. Sao nó gọi ý gì kỳ vậy? In n và in e là ý của mày vậy. Ok anh a đây khai báo và hả ở đây hơi ngược bảy hơi ngược. Rồi, thường thì để số lượng sao ha. Xong rồi A, N. Ok, view. Ủa, cái gì vậy? A, ngược, sorry. Rồi, view. Rồi, đó, mình truyền vô hai cái, xong lấy hai cái mình đọc, xong xuất ra, hy vọng là đúng. Không có, mình sửa lên Scott. Đây 41 và 41 ta 4 phần tử và 1 à đúng rồi đây 41 giờ sửa lại số 11 ha. Xong rồi mình mở cái hàm file ra mình vừa đọc vừa ghi ghi xuống đọc lên in ra màn hình lại tức là 4 với 11 hy vọng là đúng đó xong 4 với 11 và dĩ nhiên là cái file hồi nãy mình không thấy gì hết. Ok xong. Các ai hỏi gì không? Rồi, ai hỏi gì không nè? Qua siêu cộng có chắc là thấy ngắn hơn à. Cái này chưa di chuyển nha. Chưa có di chuyển.
giờ thầy có riêng lẻ một cái ví dụ nữa di chuyển cho mấy em coi nè. Thì bây giờ cái hàm độc này thì bỏ qua. À, không, mình sẽ có thành cái hàm độc thứ hai để mình test ha. Thử coi. Mình có hàm độc thứ hai. Độc này để test thôi. Mở ra. Ok. Đây. Bây giờ mình sẽ di chuyển đến cái số thứ hai thử coi ha. Mở ra nè. Mở ra bình thường. Nếu open thì là mình sẽ di chuyển là EF5. Xích rồi. Di chuyển bao nhiêu ta? Chuyển 4 đi. Từ vị trí nào? Chà, thì không nhớ cái này là cái gì tự nhiên quên ta. Coi lại slide. À, begin. Begin 4 chấm. Begin current and end. Begin. Chưa? Mở lên, di chuyển 4, di chuyển 4, tức là nó qua cái số lượng phần tử à. À, có nghĩa là trong cái file đó nó ghi là n, là nó ghi n ra xong rồi nó ghi tiếp 11 2 3 4 đúng không, di chuyển 4 bỏ qua cái này. Xong bây giờ đọc lên thử ha. Rồi đọc lên một cái số thử coi, không biết nó ra số mấy. Giả sử mình khai báo in n ở đây. Rồi xong mình đọc n này e-file read tra sao địa chỉ n số lượng bài ha, số lượng bài ghi đàng hoàng sai hợp n sao sai hợp in n là thuộc kiểu in sai hợp in rồi cl in ra màn hình coi thử n endline. Ok. Chắc là nó ra 11 là đúng. Đúng đúng như mong muốn ha. Bỏ số n để ra 11. N đây là 4 nè. 4 là số lượng đó. Ủa ra không hả? À, cái này. À không. Đây. Đó. Bỏ reading, reading writing là đi chung. Ok, cái này đi chung. Rồi, cái reading thứ hai mình đang thấy. Đó, rồi, run. Ủa. Thiếu chấm phẩy. Đó, ra 11. Được chưa? Mình có thể di chuyển bất kỳ, nếu mà mình kiểm soát được cái số lượng cái byte mình thấy là mình hiểu cái dữ liệu của mình có thể di chuyển bất kỳ. À, ra 11 đây. Rồi. À, có ai hỏi gì không? À, như vậy giả sử như thi này nọ từ bây giờ đó, thì mình làm được cho cả hai loại si và siêu cộng ha, em thích loại nào làm loại đó. Và nhắc lại cái kiểu string hồi nãy, giả sử như đề cho cái dữ liệu tên học sinh, đề cho là hãy tạo cái cấu trúc tên học sinh mà không có nối kiểu thì mấy em xài string, xài chuỗi ký tự si hoặc là chuỗi ký tự siêu cộng tra sau là string đều được luôn. Còn đề yêu cầu bắt buộc là tên học sinh phải xài kiểu ký tự si hoặc là tên học sinh phải xài kiểu ký tự tra sao thì mình phải làm theo đề, còn nếu đề không nói muốn xài nào xài.
Rồi nếu mai có câu hỏi gì thì mình ra chơi một xíu 9:20 mình vô lại mình sẽ làm bài tập ha. Mình sẽ làm bài tập về cái phần nhị phân này. Sau đó mình làm bài tập mình sửa xong vài bài thì mình sẽ nói tiếp một cái nội dung một tí xíu về cái phần tiếp theo. Phần tiếp theo thì cũng cũng mở rộng cái phần nhị phân này ra, tức là mình xài cái file nhị phân này cho cái loại file ảnh đó là file BMP. BMP tức là thì giới thiệu luôn trước thôi, xíu nữa mình sẽ nói cụ thể, tức là bình thường mấy em vẽ ở trên cái máy tính Windows của mình có chương trình Paint á, có chương trình Paint để vẽ vẽ hình ảnh đó, thì mình save được có nhiều loại file, ví dụ thường mấy em sẽ save được file PNG và file JPEG. Có cái loại file tên là BMP. Đó mình sẽ đọc cái file đó lên và mình xử lý những cái dữ liệu trong cái file đó, ngay cả mình xử lý được cái màu của cái file đó thành mình biến đổi màu gì thành màu gì cũng được. Mình xài kiểu nhị phân này, tức là mình áp dụng cái tập tin nhị phân này cho cái loại file ảnh BMP, loại file ảnh BMP đó là mình áp dụng. Thì mình làm cái bài tập về tập tin nhị phân này xong mình sẽ nói một xíu về cái phần đó sau. Rồi 9:20 vô ha. Rồi thì đây là tập tin bất kỳ nằm đâu đó, còn đây là gì? Ở đây là một cái thư mục mình truyền vào. Mong muốn của bài này là copy cái file này sang cái thư mục này nữa. Ủa là vậy làm sao mình biết là có thư mục nằm trong đây thì mình nối thêm cái chuỗi khác nằm vô đây thôi. Chuỗi này lấy ra được cộng với cái tên file thì mình được nguyên cái đường dẫn đến cái file mới. Rồi open cái đường dẫn đó ra thì nó sẽ có một cái file rỗng, xong đó ghi dữ liệu từ cái file bên đây qua file bên kia. Rồi để code cho mấy em coi một cái câu đi. Bây giờ mình sẽ mở lại cái bài hồi nãy. Mình sẽ share screen cái này. Ok. Mình sẽ share screen cái code. Rồi. Như vậy thì nãy cái code mình là writing file là write gì vậy? Write mảng này xuống. Cái tập tin là output. Ok. Mình sẽ viết cái hàm là copy file ha. Mình sẽ viết cái hàm copy file. Bút 2 coi. Nếu cái này đọc được. Cái này là phải là đọc ghi. Cái này là phải đọc ghi. Thì như vậy. Nếu mà đọc ghi. Rồi đợi anh tí nha. Đọc ghi thì mình sẽ dùng cái hàm ví dụ như thế này while mình sẽ copy cái đọc lên trên rồi vừa đọc vừa ghi mà copy thì này là cái output nè, này là để đọc, ok, này là để ghi, đó, đọc thì đọc cái file cũ ghi file mới,
Xong rồi giờ mình while là while gì? While là file file đọc. If end of file. Ok, cái gì đây? Đợi tí được rồi. Lâu quá quên. End rồi thì mình sẽ đọc lên à, lấy này vô mình sẽ đọc giữ mình sẽ báo cái chuỗi đi, mình sẽ báo cái chuỗi mình đọc tất cả của mình là 4 16 4 16 20 20 byte 20 byte vào cái mảng đi thì tra sao a ví dụ thôi ha. Rồi cái xong rồi mình đọc if break A20 rồi xong rồi mình sẽ ghi ra nếu cái này thì mình spray cái A cái right A thì đây mình điền 20 luôn rồi xong thì như vậy mình đóng cái này lại là F in F file E file ok xong đóng cái này lại dĩ nhiên là ở đây mình cũng phải check cho đúng rồi em vô thì này là E file rồi xong rồi low copy để đọc A này đem lên trên rồi view vậy thì mình sẽ có file input 2 xong rồi mình xuống nhà main đó là copy file đó hai cái thôi xong mình comment này lại trước xong rồi mình run. Giờ mình kiếm cái file này coi nó nằm ở đâu. Đó, rồi mình sẽ share screen cái này ha. Đây, đó, mình thấy có hai cái file y chang vậy. Không biết dữ liệu nó đúng không nữa. Chưa biết ha. Xong rồi bây giờ mình đọc thử coi. Quay lại. Quay lại bên kia. Quay lại cái hàm mà quay lại cái hàm reading file 2. Ok, quay lại cái hàm reading file 2 này. Mình sửa cái này là output 2 nè. Đọc lên thử coi nó có đúng không. Ha, xong rồi mình run. Run. Ra số 0 luôn kìa. Cái chỗ quay đó em nghĩ là phải cố định cái này. Khoan khoan khoan, đâu 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 đâu. Quay LF này.
Đúng rồi, đúng rồi, đúng 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 đúng. Rồi, thank you. Đó, rồi xong. Copy sang file, xong rồi đọc lại, thấy đúng rồi đó. Đó là một cái ví dụ. Chắc xong bài 1 luôn rồi đó. Nhưng mà mấy em test thử cái tập tin khác, giống lấy cái video kiểu vậy. Thầy nói rồi. Còn này thì vừa test với bốn số nguyên thôi. Mà thấy mấy em thấy bốn số nguyên mà đọc cái phần tử đầu tiên mà nó in ra đúng vậy thì cái video thì nghĩ chắc cũng đúng. Rồi, xong. Ok, có ai có hỏi gì không? Thì như vậy thì mấy em về mấy em coi lại cái video sẽ kết hợp với slide á, nhiều khi hồi nãy có một cái đoạn ở giữa. Cái đoạn ở giữa là nó như là cái đoạn bắt đầu từ lúc sửa bài và một phần của cái comment line á, là nó thầy quên reference, nó không có video. Cái đoạn giữa đó nhưng mà nó có cái slide rồi, với lại cái đoạn đó là có cái slide cũng dễ hiểu. Thì mình coi video và slide kết hợp với nhau ha, để thầy quên reference. Rồi nghỉ ha, có gì mình hỏi thêm trên Facebook group. Bye bye mọi người.